cô là cô gái quá thời còn dư lại, thân phận thường thường. Anh là người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, lại là nhân vật số một của Giang Thành trong tương lai. Cô từng có qua mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thời sinh viên, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được thực tế, nên hắn thản nhiên bỏ đi. Anh cũng đã yêu qua một lần, nhưng gặp phải sự phản bội của bạn gái cùng bạn thân, hôn sự vì vậy mà trễ nải. Cô cùng anh từng có vài lần gặp gỡ bất đắc dĩ, và vì một cuộc hiểu lầm dở hơi mà hai người nên duyên vợ chồng.